Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghỉ những ngày qua, lòng ta là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả vạn dân trong bốn biển. Gặp hồi truy lạc đạo càng xa, mộng hồn trong bóng vẫn dơ bay, sương tỏ trăng trong trôi rạng đài, bóng xế tà tà về núi ngủ. Trong chừng ông tạo vẽ tuồng hay, ông hỡi khách chờ khách sẽ xem mà. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cho Phú và Siêu Huynh Bảy Hòa tiếp tục quy y cho hai chú rùa đã được cho Phú vừa giải cứu cho hai chú về nơi am cốc của tu sĩ Thanh Hòa. Đây, hai chú rùa rất là bự nha vị. Chú rùa này khoảng bao nhiêu ký vậy cho Phú? Cái con rùa này hình như là 11 ký ha Siêu Huynh? 11 ký mấy? 11 ký mấy ha. Ok, 7 ký mấy cộng lại là 19 ký. Dạ. Hai anh. Dạ. Thì bữa đó tại vì em không có tới bắt được, em mới nhờ Sư Huynh Hòa anh coi thu xếp để mà bắt hai chú rùa này giùm em đi. Thì Sư Huynh Hòa là mới nhờ cái anh ở cái dầu hả Huynh Hòa? Dạ, cái dầu. Thì mua tổng cộng là bao nhiêu tiền hả Huynh? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì hôm rồi anh Hải ở cái dầu cũng đại diện tình cờ đi chợ thấy hai anh rùa này đang bán, chuẩn bị người ta mua đang làm thịt. Dạ. Rồi cũng kịp thời anh mới nhã ý hỏi mua kịp thời, chứ dạ, người khác mua thì người ta cũng làm màn thịt rồi. Bởi vì rồi cũng hên. Rồi ha, anh mới báo cáo là hai con này tôi mới cho tôi cho Phú hay. Thì cho Phú mới đồng ý. Thì tôi mới hỏi bao nhiêu ký, bao nhiêu tiền, thì anh Hải báo cáo là tổng hết trơn hai con này cộng lại là nó 19 ký. 19 ký nếu mà cộng lại số tiền thành tiền hình như là nó 4.750.000, mà cái người bán người ta giảm bớt cho 50.000, còn lại là 4.700.000. Rồi mấy anh em huynh đệ mới hùng lại là được 2.200.000. Dạ. Được 2.200.000. Cho nên phần còn lại là 2.550.000 thì Châu Phú đã ủng hộ cái phần còn lại. Dạ. Tức là dớt hết những phần còn lại là 2.550.000. Dạ. Dạ. Thì thưa Huynh Hòa. Dạ. Hôm nay em cũng thay mặt cho anh Huệ Giác và chị Diệu Hảo. Diệu Hảo. Để hỗ trợ phóng sanh hai cái con rùa 2.550.000. Rồi. Dạ. Hôm rồi thì tôi cũng đại diện trao cái số tiền 2.550.000 này tạm ứng cho anh Hải để bù đắp vô cái phần còn lại là 4.700.000. Ha quý vị, thì hôm nay chúng tôi cũng xin chân thành cũng ghi nhận cái tinh thần, cái tấm lòng, cái công đức phóng sanh của chú Huệ, anh Huệ Giác, anh Huệ Giác, Huệ, cô Diệu Hảo, chị Diệu Hảo. Thì do Châu Phú đã đại diện. Đó là một cái điều mà hội đủ cái duyên lành rất là quý báu, rất là tốt lành. Thôi thì một lần nữa xin chân thành tri ân công đức lần này ha. Thì thôi bây giờ sẵn tiện bề hôm nay thì chúng tôi cũng hôm rồi thì đã làm lễ quy rồi. Nhưng thôi bữa nay cũng làm lễ thêm lần nữa có mặt cho Phú ha. Để tiện bề gửi cho anh Huệ Giác và cô Diệu Hảo. Dạ, để mà mình quy y để mà mọi người sau này có thả rùa thả con nạn kia cũng đồng quy y. Dạ. Dạ, mô Phật. Theo cái tình hình sơ bộ thì rùa mình nuôi nhiêu cũng vừa đủ rồi. Dạ, vậy hả Huynh? Dạ. Nhiều nữa không dám. Đó rùa cá sấu đó Sư Huynh. Ừ, rùa cá sấu. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Xin con thỉnh hôm nay cung thỉnh Tam Bảo Đức Phật Đức Thầy chứng minh trong quan duy trì sơn thần năm năm bảy núi chứng minh để con là xin phép được làm lễ quy cho hai chú rùa vừa được tiếp nhận.
Giờ đây chương trình làm lễ xin được bắt đầu. Cung thỉnh đồng xá bà xá. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quang Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay vào ngày mùng 7 tháng 11 niên Tân Sửu cũng là ngày hội đủ duyên lành, chúng con xin được làm lễ quy y cho hai chú rùa. Nhờ ơn Đức Phật từ bi gia trì hộ độ cho hai chú rùa được nương về với Tam Bảo Phật Pháp Tăng để kết duyên lành và quyết chí tu hành đắc thành đạo quả, để bỏ xác rùa để hầu tiến hóa làm người, tiến hóa tu hành đắc thành đạo quả. Giờ đây chúng con xin được làm lễ quy y nhờ ơn trên Tam Bảo Đức Phật Đức Thầy Trăm Quan Chư Vị Sơn Thần Năm Non Mãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh và gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vâng, chú rùa cố gắng nha, ở đây nghe cái câu Phật hiệu hàng ngày, gắng cố gắng niệm Phật, biết chưa? Nghe không? Nghe không? Nam mô A Di Đà Phật. Người cho ăn chay, người cho niệm Phật. Nha chú rùa. Chú rùa rùa ngoan nha không? Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng thì kính thưa quý vị, đây tại đây là cái máy niệm Phật để quý vị huynh hòa cho niệm Phật xuyên suốt quý vị. Đêm ngày luôn. Dạ. Xuyên suốt. Còn cho Phú thả xuống nước đi cho nó lội tung tăng coi. Dạ. Vậy mình ôm xuống nước ha chú. Rồi ôm xuống nước đi. Thả tung tăng nó đi. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, chú rùa cái xấu đó quý vị. Hết biết không? Nè. Nè, đưa tay vô cho nó cắn cái cây. Nè, bắt chú rùa cái xấu là hết biết không? Trên đây hả xua. Đó, Nam mô. Đây quý vị. Rùa cá sấu này bản tánh rất là hung dữ nha quý vị. Nhưng mà gì đây hiền lành đó chú. Dạ. Khi mà gửi Châu Phú gửi bên chú Tư Chương thì bản tánh rất là hung dữ, thì lúc nào cũng hay là cắn những chú rùa con quý vị. Nên chú Tư Chương nhờ huynh hòa đem về đây để mà nuôi tại đây với các chú rùa bự này nè. Thì thấy hổm gà đi, khi mà đi về đây thì thấy không hiền sao hết, quên hiền lành, nó im ru, không có cắn, không động địa trơn vậy đó ha, rất là hiền lành luôn. Trên nếu mà đúng ra nó nếu mà nó giữ nó cắn thì huynh cũng theo dõi hàng ngày ha, theo dõi hàng ngày nó giữ thì mình khi nó giữ thì con bự con nhỏ gì nó cũng ăn hiếp được chứ. Dạ. Dữ lắm. Dữ lắm, khi mà đụng nó là nó khùng đó. Đó nè là Châu Phúc. Hả, quên thả xuống. Dạ. Rồi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Muốn xuống. Rớt đá đau ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nhìn nào quý vị. Các vị nhớ đây. Niệm Phật. Nhớ thường có Phật hiệu nha. Nam mô A Di Đà Phật nha chú rùa cá sấu. Ngóc đầu ra kiếm dũng. Dữ dội nha. Ôi hả hổng kìa. Hả hổng kìa, ghê chưa. Không phải hiền đâu nghe. Không phải hiền đâu nghe. Tu rồi. Kìa anh Thỏ lại kiếm anh Dũng kìa. Vậy hả? Thỏ mười mấy con bữa này. 17 con. Anh vô nhà anh ăn cơm với mèo với chó luôn. Bây giờ thả lên nhau rồi hả? Thả làng. Anh sống tự do. Rồi anh đi vô nhà anh ăn cơm với mèo với chó chơi chung luôn. Nó hòa là với chó luôn. Đó. Lấp nhóc xung quanh đây nè. Bây giờ là tại đây giống như cái vườn sinh thái đó vậy. Ai phóng sanh con gì là huynh hòa đem về đây để mà nuôi luôn. Dạ, mô hòa phóng sanh cọp cái gì. Dạ. Ghê lắm à. Dạ. Cắn à. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, mình cảm ơn quý vị. Thì kính thưa quý vị, qua cái đoạn video này, Châu Phú cùng sư huynh hòa, sư huynh Tấn Dũng chân thành cảm ơn quý cô chú đã xem hết đoạn video này. Và cũng không quên cầu chúc toàn thể quý vị và các bạn lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, an lạc, an vui nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Mình nhờ huynh hòa đọc một bài sấm giảng của thầy bọn đoạn ngắn thôi để cho nó thêm một chút thời gian. Vâng, thưa quý vị, giờ đây thì trong cái duyên lành hội ngộ buổi trưa của ngày mùng 7 tháng 11 cũng chuẩn bị đón Su về với một cái tinh thần hết sức là cao quý, mà được sự liên kết Tuấn Dũng cũng như Châu Phú giúp đỡ cho bà con nghèo cũng như nhân viên hội ngộ làm lễ quy cho những chú rùa. Thôi thì buổi trưa hôm nay chúng tôi xin thà lòng gửi tặng đến quý vị mình qua một đoạn sấm thi với cái tựa đề qua bài Nghĩ Những Ngày Qua. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghỉ những
qua. Lòng ta là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả vạn dân trong bốn biển. Gặp hồi truy lạc đạo càng xa, mộng hồn trong bóng vẫn dơ bay, sương tỏ trăng trong trôi rạng đầy. Bóng xế tà tà về núi ngủ, trong chừng ông tạo vẽ tuồng hay. Ông hỡi khách chờ khách sẽ xem mà cảnh cũ ơi thôi qua cũ mềm, dùng dây đỡ nâng cơn sấm chớp nhìn qua phú quý chẳng mơ thèm. Phút chốc vui mừng cuộc trí trí cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi. Tình yêu nhân loại càng thêm mà đậm, có lẽ chân nhân lúc thầm thì xúc động tâm hoài gò hay chung xanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành. Giác thuyền đàn bến đưa người thế chớ đắm hồng trần nẻo lời danh. Nam mô A Di Đà. Dạ, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật xin hết quý vị. Dạ, hay quá sư huynh ơi. À, em chân thành cảm ơn Quynh Hòa đã quy cho các chú rùa và cu mang những chú rùa và những chú thỏ về đây để cho các chú rùa chú thỏ được tu tại đây. Và em xin chúc cho Quynh lúc nào cũng có một sức khỏe tốt để giúp đỡ bà con. Vâng, một lần nữa thì chúng tôi cũng không quên luôn đồng hành hỗ trợ một cánh tay cùng với Tuấn Dũng, Châu Phú, cư sĩ Thành Hậu để góp phần giúp đỡ cho quý vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, đem đến niềm vui và vượt qua khó khăn nghèo bà con ở cái vùng dịch và cái vùng xa xôi, vùng núi, vùng xa ha. Cảm ơn Quân. Xin chân thành cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn Tuấn Dũng và Châu Phú và sư Quynh Thành Hậu. Cảm ơn Quân. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua cái đoạn video này Châu Phú và sư Quynh Tuấn Dũng, sư Quynh Thành Hậu cũng sẽ cố gắng thu xếp để mà hỗ trợ tiếp cho sư Quynh Hòa là giúp đỡ bà con. Thì ngoài sư Quynh Hòa đi phát rau củ quả hàng ngày đi đến cốc của cô Nam Thảo để nhận những cái phần rau củ quả, thì Quynh Hòa hiện nay thì cũng có ngâm rượu để phát cho bà con để cho có một sức khỏe tốt để kháng lại bệnh tật ha sư Quynh. Dạ đúng rồi. Dạ. Qua đây thì anh em của Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể quý vị và các bạn lúc nào cũng có sức khỏe, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thằng ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mấy chú thỏ lắng nghe kìa, nằm kìa, ngủ ngang kìa. Thỏ thỏ lại đây nằm nghe. Đây nhạc, tiếp tục chương trình. Đây nghe nhạc. Thỏ lại đây nằm để nằm nghe niệm Phật nè quý vị. Nằm kế bên máy niệm Phật đó. Đụng được cái máy qua. Đây máy niệm Phật đấy quý vị.